Chào dạ vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Mạn Audio Sài Gòn. Lời đầu tiên thì ở bên Hoàng Mạn Audio Sài Gòn kính chúc tất cả bác sức khỏe bình an và gặp nhiều may mắn nhé. Tối ngày hôm nay, bên em lại tiếp tục lên sóng với tất cả các bác hai mẫu dây loa. Thứ nhất đó là dòng dây loa của hãng XRC của Đức và thứ hai đó là dòng dây loa của hãng copper dòng BM400T nhé và một ít đó là những cái phụ kiện như là rác bắp chuối này, rác ngọ chim và rác càng cua để cho tất cả bác uh, sử dụng cho dàn âm thân của mình nhé. Thì uh, trước khi đi vào video chi tiết, bác nào chưa đăng ký kênh, nhấn đăng ký cũng như là nhấn like để ủng hộ bên em nhé. Và đây là dòng dây loa của hãng XRC, bên em vừa mới về thêm. Đây là một dòng dây loại đồng mà bạc nhé. Đây, em về được khá là nhiều để cho tất cả bác cùng uh, mua sắm để mình uh, gắn cho dàn âm thân của mình để chơi Tết nhé. Đây, Itachi Mạ của dòng dây này là SP3V Speaker Copper Dòng dây đạt đến độ 2N Và nó sử dụng loại đồng Đồng OFC Được mạ bạc nha bác Dòng dây có điều hướng mũi tên này Góc là nó sẽ nằm ở âm ly Và hướng đi ra là đi ra ở loa nha bác Và đây em sẽ sau cái chất loại để cho tất cả bác cùng xem Ngoài cùng nó sẽ có một lớp vỏ cực kỳ dài Vỏ hai lớp nha bác Vỏ hai lớp Ở bên trong nó sẽ có một lớp giấy bạc ở bên trong nữa và tiếp theo nó sẽ có một lớp vải như thế này bên trong là hai loại nhé loại này là 2.7 ly loại đồng mã bạc đây các bác có thể nhìn thấy được rất là tơi rất là sáng nhé dòng dây này thì nó sẽ cho một chất âm rất là hay nó chép vào trung cao của nó cực kỳ là sáng nhá đó dành cho những bác nào mà phối ghép cho những dàn âm thanh đang tối tiếng bí tiếng đó thì các bác lựa chọn dòng dây này Mã dây này dây này đường kính khá là to nha bác tầm khoảng là 12 ly đó dòng dây cũng được bên em bán rất là nhiều trong thời gian vừa qua nhé và giá của loại này thì cũng khá là bình dân thôi chỉ có 145.000 đồng một mét thôi nha các bác 145.000 một mét rồi thì tiếp theo em đi qua cái dòng dây bán chạy nhất trong năm 2020 nhé dòng dây của hãng Zil Copper Diêu Copper của Pháp nhé Một thương hiệu rất là nổi tiếng nha bác Đây Diêu Copper của Pháp này Diêu Copper Mã của dòng dây này là BM400T Speaker Copper Đó Copper 99% Cộng với Silver Là đồng Và đồng mạ bạc nha bác Và đây là chất lõi của dòng dây này Thiết kế của nó là hai bó đồng mã bạc, hai bó đồng mã bạc và bốn bó đồng là những sợi đồng tơ mềm mịn và ở giữa sẽ thiết kế là một bó là bó đồng trục, những sợi đồng to như thế này. Dòng này thì nó sẽ cho một chất âm là đều ba dải nhé, bát rất là căng, rất là gọn gàng và cũng rất là ấm. Chép và trung cao thì rất là ok, tiếng rất là sáng nhé. Đây là dòng dây đánh đều được tất cả các dải nha bác và nó có điều hướng mũi tên ở đây các bác cũng gắn theo điều hướng nhé thì dòng này nó sẽ có hai cực này đây bên loại nó có mũi tên như thế này thì các bác đấu vào cực dương còn bên không có mũi tên thì các bác đấu vào cực âm nhé dòng này loại của nó 4 ly mỗi loại là 4 ly đấy và loại này thì giá em để cho tất cả bác lần này là 250.000 đồng một mét nhé em còn tầm khoảng 20 mét nữa thôi thì cũng em cũng sắp nghỉ Tết rồi Nên bác nào có nhu cầu thì đặt sớm giúp em nhé đó Tại vì gần Tết rồi, hàng hóa đi cũng rất là chậm nhé 200 rưỡi một mét này Còn dòng này là 145.000 đồng một mét Lấy 5 mét thì bên em sẽ bao ship hết nha bác Thì đây là một số dòng rác này Thứ nhất đó là dòng rác bắp chuối Rác bắp chuối của hãng Palix Một cặp như thế này thì giá là 50.000 đồng 25.000 đồng một chiếc nha bác đầu rắc mạ vàng rất là đẹp. Sẽ có một chiếc đen, một chiếc đỏ nha bác. Một chiếc đen và một chiếc đỏ nha ra đây. Sử dụng ốc vít nhá, nên về các bác bắt rất là dễ dàng. Và đây là dòng rắc bắp chuối cao cấp hơn xíu nhá. Có hai màu, màu trắng và màu vàng nha bác. Màu trắng thì nó sẽ sử dụng vít lục giác này, vít lục giác. Còn màu vàng thì nó sẽ sử dụng vít vít này đó Chắc chắn hơn loại kia một xíu nhé Và loại này thì 80 ngàn đồng Hai chiếc một cặp như thế này 80 ngàn đồng Màu nào giá của nó cũng bằng nhau nha bác Giống nhau Và đây là một ít đó là những chiếc sắc bắp chuối nồng súng này Em sẽ lấy một cái để tất cả bác cùng xem Sắc này thì được khá rất là nhiều bác chọn nhé Ngoài này mình có thể dắt thêm được một cái bắp chuối nữa 110.000 một chiếc nha bác 110.000 một chiếc Và đây là giá càng cua 101 một cặp nha bác 101 một cặp Càng cua thì uh, có càng cua lớn và càng cua nhỏ nhé Càng cua nhỏ thì nó tầm khoảng 30.000 một cặp thôi càng, càng này là càng cua lớn nhé Nó có hai khóc Và sử dụng bắt vít này Càng cua nhỏ thì các bác hàn nhé 101 một cặp Và em có mỏ chim nữa Mỏ chim thì uh, 50.000 đồng một cặp nha bác Đó thì uh, bác nào có nhu cầu muốn mua sắm hai cái dòng dây loa này thì liên hệ cho em nhé và số điện thoại Zalo duy nhất của em là 0969 569 157 nhé em cũng xin kết thúc video ở đây chào các bác hẹn các bác ở các clip tiếp theo xin chào